Cái tiếng chép của những cái dòng loa này bây giờ nó rất là sáng Nó rất là rõ ràng, cái độ trong sáng rõ nét Của cái giải uh, trung âm cũng như cái giải trầm thì nó xuống được không những là sâu nhá Mà còn nó có được một cái độ nặng nhất định Hải Sơn xin kính chào tất cả quý vị đang xem kênh youtube của THIÊN HÀ AUDIO uh, Hôm nay thì sẽ là một bộ combo khuyến mại đặc biệt và số lượng là một bộ uh, Đó là sự kết hợp giữa đôi loa Tannoy Turnberry GR Kết hợp với chiếc âm ly Maxintos, MA352 và bộ kết hợp này thì nó rất là chuẩn về âm thanh. Nó có thể gọi là một cái bộ phối ghép rất là tiêu chuẩn ở trong những cái mức giá tham khảo này. Và giá tham khảo của thiết bị từ hãng hai món này cộng lại thì sẽ là 370 triệu và mức giá khuyến mại mà Thiên Hà để trong video ngày hôm nay chỉ còn là 240 triệu. À, vì vậy là rất là mong quý khách sẽ tham khảo bộ dàn này nếu có nhu cầu. Còn bây giờ xin mời đến với phần giới thiệu về sản phẩm. Có lẽ model loa Tannoy Termery là một cái model rất là quen thuộc đối với những ai mà hay biết đến thương hiệu Tannoy, cũng như những người mà hay dùng loa Tannoy tại Việt Nam thì dòng Termery là một dòng sản phẩm có cái mức tiêu thụ rất là tốt và họ cũng trải qua rất nhiều năm phát triển. Thì cái phiên bản Termery GR này là cái phiên bản nó sẽ thay thế cho phiên bản SE thế hệ trước. Dòng GR này thì nó là viết tắt của Golden Reference và nó đã cải tiến rất nhiều so với phiên bản SE khiến nó trở thành là cái phiên bản hay nhất từ trước đến giờ và cái dòng này thì Hải Sơn thấy nó đã cải thiện rất là nhiều về cái giải cao cũng như là cái độ trong sáng rõ nét của cái giải trung âm cũng như cái giải trầm thì nó xuống được không những là sâu nhá mà còn nó có được một cái độ nặng nhất định và tròn trịa những cái nốt thì đấy là một điều cũng rất là tuyệt vời của các cái dòng sản phẩm Tanoi và uh, cái hay đó là họ không thay đổi Tức là đôi khi không thay đổi cũng là một cái hay Không thay đổi ở cái phần ngoại hình Cho nên về phần ngoại hình là uh, Quý vị sẽ thấy là những cái dòng Tannoy uh, Turnberry này Hay là kể cả những cái dòng sản phẩm cao hơn ấy, uh, Thì qua nhiều năm tháng nó không có cái thay đổi gì nhiều Mà chủ yếu họ sẽ thay đổi cái uh, chất lượng của các cái linh kiện Như củ loa ở phía bên trong Rồi mạch phân tần Cho nên chúng ta vẫn có được một cái vẻ đẹp, cổ điển, sang trọng, quý phái, đích thực À, trở lại với đôi loa, chúng ta sẽ có cái thiết kế quen thuộc rồi. Đây là cái loa đồng trục chứ danh của Tannoy. Đấy. Và cái kích thước của cái màng loa này là 254mm, tương đương với 10 inch. Vật liệu của cái nón loa này là màng giấy. Cái viền này là viền nhúng hai nếp. Cái loa chép, cái loa Twitter ấy thì đặt ở sâu bên trong. Có cái đường kính là 33mm, dùng vật liệu là nhôm maze kết hợp với cái ống dẫn sóng âm hình hoa tulip đây kim loại đặt trong và tất nhiên là cái phần loa woofer này thì sẽ có cái hiệu ứng như là một cái kèn rồi cho nên đây là loa đồng trục nhưng mà nó có cái tiếng rất giống một cái loa kèn và loa kèn mà đồng trục thì là sẽ cho âm thanh ra đồng nhất vì tất cả âm thanh là phát ra từ cùng một điểm và cái độ loe nhá là loe đồng nhất vì hình tròn mà cho nên chúng ta có thể thấy được là cái âm thanh nó đi rất là xa Đấy là cái đặc trưng của loa kèn là âm thanh sẽ tập trung và mang năng lượng đi xa hơn Đồng thời là cái thiết kế kèn này sẽ giúp gia tăng năng lượng cho cái giải cao Và đây là một đôi loa có độ nhạy tương đối khá là 93dB trở kháng 8 ôm, Có cái mức công suất chạy liên tục RMS là 100W Và công suất đỉnh Peak Power trong một thời gian ngắn nó đạt là 400W và đây cũng là một đôi loa có cái giải tần đáp tuyến hoạt động rất là rộng Khi giải trầm xuống được những cái nốt rất là sâu lên xuống là 34Hz Còn cái khả năng thể hiện cái tiếng chép thì nó lên tới 44kHz Tất nhiên là cái bài nhạc của chúng ta thì sẽ không có âm thanh nào mà lên tới cao như thế Nhưng mà nó có khả năng thể hiện rất tốt những cái âm thanh nhạc cụ ở giải cao và Hải Sơn nhận xét rằng cái cái tiếng chép của những cái dòng loa này bây giờ nó rất là sáng, nó rất là rõ ràng từ cái phần giọng hát giải cao của giọng hát cho tới phần nhạc cụ cho tới những cái nhạc cụ kéo dây và cho tới xanh ban và những cái tiếng li ti đều được thể hiện là rõ nét hơn những cái thế hệ ta noi thời xưa khá khá nhiều âm thanh trở nên là càng ngày càng có độ phân giải cao hơn và còn một điểm nữa rất là thú vị mà chúng ta thường hay bắt gặp ở những cái dòng sản phẩm truyền thống này đây là cái bảng mạch để chúng ta điều chỉnh được cái giải cao tức là nó sẽ có cái can thiệp vào cái mạch phận tần và từ đó chúng ta có thể tăng được cường độ âm thanh của giải cao lên à, từ à, trừ ba decibel là, là giảm đi cho tới lên được cao nhất là cộng 3 decibel thì cái mức cộng đấy là một cái mức cộng rất là nhiều cộng 3 decibel là nghe tiếng nó nhiều hơn nó nó sáng hơn hẳn thì lúc nào mà chúng ta cần dùng tới cái này theo hải sơn nghĩ là để nó mờ là ở giữa là nghe rất là chuẩn rồi nhưng mà với những bác audiophile cao tuổi có lẽ là đôi khi muốn nghe cái giải chép nó rõ nét hơn Chính vì vậy mà đôi khi chúng ta cần tăng thêm một chút Ví dụ chúng ta tăng thêm là 1,5 dB Và khi mà chúng ta ngồi xa loa Ví dụ chúng ta ngồi cách 5m chẳng hạn Thì chúng ta có thể là thử tăng lên một chút Và cái điều chỉnh này nó làm cho âm thanh rất tự nhiên Nó tăng cả một cái quãng dài lên Cho nên đây là một cái can thiệp điều chỉnh rất là hay ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái bộ cọc đấu loa phân chia ra là hai cầu Và có thêm một cái chỗ nữa nhé Là cái chỗ để đấu ground là cái tiếp địa Thì đây cũng là cái nét rất là độc đáo Thường có ở trên những cái dòng sản phẩm tanoi truyền thống à, Chúng ta sẽ đến với phương án phối ghép Đó chính là Maxentos MA352 à, Vì sao mà Hải Sơn cho rằng chiếc âm ly này rất là đáng tin cậy Vì Hải Sơn đã à, Cá nhân Hải Sơn đã ghép chiếc âm ly này với khoảng à, Có thể là gần 10 đôi loa khác nhau đến từ các thương hiệu khác nhau từ Mỹ này như JBL này rồi là loa Anh thì chúng ta hay ghép với Bauer and Winkin này, Tannoy này rồi loa Ý như là Franco Zeppelin này và rất nhiều các model khác thì bản thân cá nhân Hải Sơn đã có trải nghiệm khoảng gần chục đôi loa khác nhau với chiếc âm ly Maxentos 352 này thì thấy nó đều khai thác rất hiệu quả chúng ta chỉ cần quan tâm tới cái cái chất lượng của đôi loa tức là đôi loa có cái mức giá tiền nó không gọi là quá cao gấp nhiều lần so với cái chiếc âm ly này thì chiếc âm ly này có thể khai thác được rất nhiều các đôi loa khác nhau thể hiện cái năng lực phối ghép rất là tốt của nó nó sử dụng một cái mạch line giữa bán dẫn và bóng đèn cụ thể là nó sẽ dùng một cái phần tiền khuếch đại pre là bóng 12 ax 7 a và cái dòng bóng 12 at 7 đây có bốn cái chiếc bóng ở phía trước và bên trong thì sẽ là mạch khuếch đại class ab với công suất lớn là 200 w nhân 2 ở trở kháng 8 ohm và lên tới khoảng 320 w nhân 2 ở trở kháng 4 ohm Mức công suất này thì đánh rất là thoải mái, rất nhiều đôi loa khác nhau Ngoại hình thì rất là đẹp rồi Băng tần chỉnh Equizer có 5 băng tần này Đấy, Chỉnh cho âm thanh cũng rất là hiệu quả, cải thiện hoặc là điều chỉnh một chút Nếu như phòng của chúng ta nó gặp một cái vấn đề ở cái giải tần nào đó Và bây giờ thì xin mời các bác cùng thưởng thức âm thanh từ bộ dàn này Good morning Is what she said. Sweet candy before we get out of bed and good loving to brighten up the day. Just a little something to get you on your way. It's a beautiful life. Life. When you rediscover a pleasant surprise, when you open your eyes, and it feels like. I mong chờ mùa thu, trời đất mưa kia đường vui trên muôn hoa bên những bông hồng đẹp xinh anh mong chờ mùa thu diu thấy nhân dần vào chốn Vậy là vấn đề khó nhất khi chúng ta mua một bộ dàn đó là tìm hiểu giữa loa và âm ly làm sao kết hợp với nhau cho nó ăn khớp và đạt được cái hiệu quả âm thanh tốt nhất. Thì nay Thiên Nào Audio đã giải quyết vấn đề đó cho tất cả các bác đó là đôi loa và chiếc âm ly này với mức giá khuyến mại là 240 triệu một bộ. Còn lại là các bác sẽ uh, uh, cân nhắc nếu như muốn nghe đĩa CD thì chúng ta mua đầu đĩa CD uh, Cái này tùy theo nhu cầu và mức giá tiền Hay là muốn mua mâm đĩa than hay là muốn uh, chơi music server, chơi uh, nhạc uh, từ xa, nhạc số Cái này thì là các bác có thể là cân nhắc thêm Còn lại tất cả những cái này là đã có thể cấu thành nên một bộ dàn rất là hay rồi Và bộ dàn này đang có tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Phố Thái Hà Xin chào, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại